Xin chào tất cả anh em, nếu bạn có nhu cầu muốn nick hoặc là bạn của bạn có nhu cầu muốn nick, đừng quên giới thiệu shop.tng.vn. Ở trên này chúng ta có gì, đó chính là nick random và rất là nhiều vòng quay tuyệt vời khác nhé. Và đương nhiên rồi, chắc hẳn các bạn đang rất là chờ mong cái bộ trang phục Hayate chiến binh trăng khuyết cùng tên với Enzo đúng không nào? Đây là một cái bộ trang phục cặp nha anh em. Và để mà có cái bộ trang phục này, chúng ta phải thực hiện theo cái event. Đừng quên rằng ở trong clip này em sẽ tặng link VIP cho anh em, vậy nên đừng bỏ qua nhé. Đó chính là cái vòng quay. Vâng, ở đây chúng ta phải có được 4.000 điểm thì mới có thể nhận được cái bộ trang phục của Hayate này. Hoặc là các bạn có 3 cái hình avatar của vị tướng Enzo. Sorry anh em nhá, nhìn hai vị tướng này giống nhau quá, thực ra là của Hayate thì các bạn mới có ngay vị tướng này. Và đương nhiên rồi, các bạn có ngay cho mình đó chính là một cơ hội để quay free. Cứ 12 tiếng các bạn được quay free một lần. Vậy thì nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là liệu em quay free trong khoảng 7 ngày thì liệu có cơ hội để nhận được luôn cái bộ trang phục này không? Sự thật là có nhá, nhưng mà cơ hội là mình không biết là không bao nhiêu phần trăm ấy, nên anh em cứ bỏ qua đi. Anh em cứ quay free không sao cả. Quay free để làm gì? Để lấy điểm đổi lấy cái vé quay kho báu nha anh em. Ok, anh em có thể thấy được rằng mình đang rất là cố gắng quay đây. Thực sự cái vòng quay này nó tính điểm thấp quá anh em ạ. Mặc dù là chỉ là 5 quân huy trên lượt, nhưng mà em thêm một điều chính là mất thời gian là chính. Tại sao em lại nói vậy? Tại vì đơn giản thôi, bắt quay cho lắm anh em ạ. Thế thà là tăng quân huy lên, sau đó là tăng điểm lên, thế có phải hay không? Quân huy thì đúng là 5 điểm một lần thật, 5 quân huy một lần, nhưng mà thực sự cái số điểm nó mang lại thực sự quá nhỏ nhoi anh em ạ. Thấy chưa, tôi quay mỏi tay hết rồi anh em ơi. Bây giờ được 1k7 nhá. Đó, mà chúng ta cần lại tận 4k cơ. Thực sự rất là lâu. Thật là may khi mà mình được tài trợ bởi cô em Bối Bối ở trong clan TNG nhá. Thì mình có được cái bộ trang phục này để mà tiện quay cho cô nàng luôn. Chứ thực sự quay cái này rất là mỏi tay anh em ạ. Làm sao để mà có được 3 cái hình đầu của Hayate? Không, không phải là hình đầu nha anh em, phải là hình đầu của cái bộ trang phục mới thôi. Thực ra lần đầu mình quay được 3 cái hình đầu kia. Ui dồi kìa, trời ơi tiếc vậy. Nó mà quay đúng thêm một chút nữa anh em ạ thì mình được 3 cái hình đầu là mình được ngay cái bộ trang phục này rồi. Cảm giác khá là nao núng đây. 3.000 điểm rồi anh em ơi, 3k4 rồi. Chúng ta chỉ còn thiếu đúng 600 thôi ạ. 3k6 rồi kìa. Sắp chạm tay đến ước mơ rồi anh em ơi. 3k9 rồi nhá. Như vậy là chúng ta chỉ dùng có khoảng là nào? Vừa rồi là 3k7 quân huy đúng không ạ? Thì bây giờ khoảng là 600 quân huy. Ok đủ rồi nha. Mình quay thêm một vài lần để xem là cơ hội ra sao nha anh em. Thực ra là 4k là chúng ta đủ rồi đó. Không cần phải nhất thiết phải quay nhiều hơn, trừ khi bạn chưa có vị tướng Hayate nhá. Đổi nào. Mình sẽ đổi ngay nha anh em. Bạn có chắc sử dụng 4.000 điểm để đổi lấy Hayate chiến binh trăng khuyết hay không? Chắc chắn là có rồi anh em ơi. Quà sẽ được chuyển vào tài khoản ngay nha anh em. Chúng ta sẽ vào nhận ở phần Gmail. Vậy thì dư điểm làm gì và quay free làm gì để đổi lấy một vé quay kho báu nha anh em? Công nhận keo kiệt thật. Thà là tặng thẻ đầu tiên đây phải không anh em? Quay mất bao nhiêu điểm mà chỉ tặng cái vé quay kho báu thực sự là hơi kibo. Đây rồi, đó chính là chiến binh trăng khuyết của chúng ta. Đó, không để anh em phải đợi lâu, mình sẽ vào test ngay nhé. Cùng test vs nào. Để coi. Vậy là cái bộ trang phục của chúng ta hoàn toàn không có avatar nha anh em. Sắp tới là cái bộ trang phục của Tulen thì mới có avatar thôi. Hiện tại thì hoàn toàn không có. Hơi tiếc một chút nhá. Ok, đó là chiến binh trăng khuyết. Wow, chất lừ anh em ơi. Nếu bạn nào có bộ trang phục của Enzo rồi thì đừng quên, đó chính là chúng ta không nên thiếu để cái bộ trang phục của Hayate nhé. Nếu mà các bạn có Enzo rồi, các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 299 quân huy thôi là có ngay của trang phục Enzo mà kết hợp thêm Hayate thì không còn điều gì tuyệt vời hơn anh em ơi. Đừng quên rằng đây là cái bộ trang phục trung thu nha anh em ơi. Trang phục trung thu đó.
Wow, chất lừ anh em ạ. Đó là Hayate và Enzo. Có bạn nào có cho mình hai cái bộ trang phục này rồi? Điểm danh nghe nào anh em ơi. Đây là bộ trang phục bậc S tuyệt vời nha anh em. Tại vì hai vị tướng này đều là hai vị tướng vô cùng hot, mà tận bây giờ mới có cho mình hai cái bộ trang phục bậc S thì không điều gì tuyệt vời hơn. Ấy lại còn cái bộ trang phục cặp đôi mới chết dở chứ anh em ạ. Định mệnh chúng ta gặp nhau rồi mà. Anh em còn nhớ câu chuyện không? Đó chính là Enzo là người đi truy đuổi lấy Hayate, và đồng thời tự dưng bọn nó lại có một cái trang phục cặp đôi như vậy thì là một cái dấu hỏi chấm rất lớn rồi. Ok, sau đây là mình sẽ tặng nick cho anh em nhé. Ok, và shop tng.vn lại tiếp tục tặng ạc cho anh em đây anh em ơi. Đừng quên là shop mình nạp không có chiết khấu nhá. Nạp 100k nhận 100% giá trị, lại nhận 100k. Và nếu anh em nạp qua ATM sẽ được tăng thêm là 20% giá trị nạp nhé anh em ơi. Và trên shop mình, cái phần nạp quân huy thì hiện tại đang tạm dừng để bảo trì. Ngoài ra bọn mình có gì đó chính là các nick random, hoặc là mua thẳng nick trực tiếp nha anh em ơi. Có thể mua thẳng nick trực tiếp, hoặc là anh em tham gia vòng quay random. Ngoài ra ở đây có vòng quay đá quý, tặng nick của đá quý, hoặc là trang phục và rất là nhiều phần quà tuyệt vời khác. Ngoài ra chúng ta có vòng quay nick VIP 10k này, rất phù hợp với anh em nhé. Hay là mở dương X2 quân huy vân vân. Nhưng hiện tại chúng ta sẽ đang bảo trì. Và đương nhiên rồi, rất nhiều bạn thích tham gia vận may 9k, vận may 30k. Và hôm nay sẽ tặng cho anh em một chính là vận may 100k nhá. Đừng quên rằng ạc 100% trắng thông tin nhá. Nếu gặp bất kỳ sự cố gì, liên hệ ngay nhân viên của shop trải nghiệm game, nhân viên của shop mà giải quyết chậm cho anh em thì PM ngay và gmail chết nhé. Ok, không nói dài dòng thêm, S sẽ mua thẳng nick cho anh em để anh em có thể là có nick để chơi dành cho bạn nhanh tay nhất nhé. Đầu tiên là chúng ta nhập cái pass ở vệ này. Đó. Sau đó chúng ta check pass nào. Đây là cái nick thứ nhất nha anh em ơi. Ok, chúng ta mua tiếp nick khác nào. Chắc hẳn bây giờ là buổi sáng đúng không ạ? Anh em đang chắc là chuẩn bị đi học rồi. Cho anh em một tuần đi học tuyệt vời nhé. Đừng quên là tuần này trung thu. Thì nhất định có rất là nhiều điều hay ho để mà dành tặng cho anh em nhé. 318 này. Em xin nhắc lại là nếu anh em gặp bất kỳ sự cố gì mà nhân viên của shop mà giải quyết chậm cho anh em đấy ạ, thì hãy PM ngay vào gmail của em nhé. Đó mới là nơi giúp cho anh em giải quyết các vấn đề hay là các vướng mắc khi anh em muốn nick nhá. Đừng quên nhé. Xem là chúng ta phải mua thêm rồi. Ok, thêm một nick nha anh em ơi. Đây, mình chọn nick này đi. Hy vọng anh em thích và may mắn lựa chọn được các nick tuyệt vời nhất nhé. Ok, tạm thời tặng đến đây nhé anh em ơi. Chiều nay mình khi làm event về I am the Ghost Walker. I'm just getting started. Mistakes are not allowed on the battlefield. 1,000 blades. Let it rain. Will you be a worthy opponent? One day, we will take down those at the top. Trước khi vào clip, anh em cho Ad xin vài giây nhé. Ad có tạo một kênh vlog và ẩm thực, anh em qua đăng ký kênh ủng hộ Ad nhé. Kênh 1 triệu năm thì làm riêng với Liên Quân, còn vlog đời sống và ẩm thực Ad thực hiện trên kênh TNG TV. Ủng hộ Ad nhé anh em ơi. Ad có để link cho anh em ở phần mô tả để có thể tham gia. Để ủng hộ Ad, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.